Chào tất cả các bạn. Hôm nay anh em mình tiếp tục đi từ hòn chuối sang hòn hàng để câu cá bóng muối. Nghe nói điểm bên hòn hàng này cá bóng muối nhiều lắm. Bây giờ anh em mình đang chuẩn bị đồ nghề rời khỏi hòn chuối, mình đi qua hòn hàng để câu cá bóng muối. Nghe nói bên đây cá bóng muối nhiều lắm, và đa số cá bóng muối ở đây mình câu bằng mực bọt không anh em, tại vì cá bóng muối ở đây nó thích ăn, nói chung là cá bóng muối là cái loại nó ăn rất là tạp. Mực đó anh em thấy không, cái mực mình câu bằng mực bọt á, mực bọt là con nhỏ này. Thì mình đa số ở đây bóng muối thì nó có không bự mấy, thì con nó tầm cỡ khoảng 300-400 gram, nửa ký đổ lại. Hên thì có thể dính con cả nửa ký, ký ngoài. Sơ chưa có người ở, nghe nói hòn hàng này cũng rất là linh thiêng nhưng mà chưa có ai ở qua hòn hàng. Chủ yếu là người ta tập trung, người dân người ta tập trung về hòn chuối người ta ở để sinh sống bằng nghề nuôi cá bóp hoặc là nghề đi ra biển. Còn bên hòn hàng này thì chưa có ai ở. Hòn hàng này nói chung là nó cũng không lớn, nhỏ thôi, chưa có người dân nào đặt chân qua bên đây ở, chỉ có cái hòn thôi. Nhưng mà cái hòn bên đây á thì nó cá, nghe nói cá bóng muối rất là nhiều. Cái chiều sâu cặp bên hòn hàng này thì nó cũng không sâu lắm, có khoảng 10, nếu mà tính đầu sâu từ mặt biển xuống tới đáy là khoảng 10 mấy mét, bởi vì cũng ít cá lớn, mình câu cái lưỡi nhỏ để không có, tại vì không có cá bự, cá độ khoảng nửa ký đổ lại, hên thì có thể dính con ở ký, ký ngoài 2 ký. Bữa nay trời sóng quá trời anh em ơi, một số anh em của mình thì một số bị say sóng chịu không nổi, khoảng hơn phân nửa, khoảng 4 anh em bị say sóng. Là bữa nay thêm gặp trời không được im, sóng quá trời sóng, không biết anh em trụ nổi được bao lâu. Thì khả năng bữa nay mình nghe cái bến bên đây thì cá muốn bóng muốn rất là nhiều, chủ yếu là để bữa nay cho anh em khỏe. Nhưng mà còn qua đây câu, nhưng mà thấy anh em gặp sóng này thì đi say sóng trở lại rồi, bây giờ mình không biết sao nữa, để coi mình muốn mà câu được tới đâu thì cần, còn câu nếu mà sóng quá chịu không nổi thì mình cuốn câu đi vô bờ nghe nè. Nhỏ.
bây giờ mấy anh em say sóng quá rồi chịu hết nổi anh em à. Với lại bữa nay sóng quá trời sóng, anh em đi chung với mình, mấy anh em đi chung với mình bây giờ ói quá chịu hết nổi rồi. Bây giờ mình cuốn neo đi vô bờ nha anh em, hẹn anh em lại chuyến đi câu sau sẽ hấp dẫn nhiều hơn nha anh em. Anh em nhớ coi video mình này, thấy video mình hay thì anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình và xem được nhiều cái video hay hơn nữa nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều.